Chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu về cái mặt tạo da động đa hài sử dụng Tranitor. Thì cái bộ đa hài của nó sử dụng hai trạng thái đơn giản và nó dùng hai linh kiện khuếch đại. Cụ thể ở trong trường hợp này là ta sử dụng hai con trang, hai trang, trang C1815 và hai trang C1815. Do đây là sử dụng bộ đa hài đối xứng. Và cái còn lưu ý điều nữa là mạch gồm hai trang, ta đặt giả sử trang này là trang Q1, đây ta đặt giả sử đây là trang Q1, đây là con trang Q1, nhìn thấy toàn đấy, đây là con trang Q2, đúng không? Hai trang Q1 và Q2 và cực C của Q1, cực C của Q1 được nối với cực B của Q2, cực C Q1 được nối với cực B Q2, dòng điện nó sẽ chạy như thế này đấy. Đây. Cực C của Q1 được nối với cực B của Q2 thông qua một cái con tụ C1 đây, con tụ C1. Và tương tự thì Q2 nó cũng nối với cực B của cực C của Q1, cực C của Q2 được nối với cực B của Q1 thông qua con tụ C2 và R1 và R2 là hai cái điện trở tải. Đây R1 và R2, đây là R1, R2, R2 có R1 và R2 có giá trị là 1K. Đây, R3 và R4 có giá trị là 100K. Đây, được nối với nhau. Và R3 và R4 là hai điện trở định thiên để tạo dòng điện IB mở cửa cho cái con transistor nó làm việc. Nên nhớ là R3 cộng R4 nó chính là điện trở định thiên. Trở định thiên tạo dòng IB mở cửa cho transistor làm việc. Rồi. Bây giờ ta làm lại nhá. Bây giờ ta vẽ lại này. Ta vẽ lại. Đây là Q1. Đây là Q2. Q1 Q2 thì nó được nối với nhau như thế nào? Cực B của Q1 được nối với cực C của Q2 thông qua đây là đầu âm và đây là đầu dương. Cực C Q2 đấy. Đấy. Và cực B của Q2 được nối với cực C của Q1 thông qua tụ đây là tụ C2, đây là tụ C1, cực âm, đây là cực dương. Đấy, C, Q1, Q2, được chưa? Và nó được nối, led ta nối đâu? Hai trở định thiên là R3 và R4, dùng để tạo dòng IB để nó mở cửa cho các trang làm việc.
Đấy, R3, R4. Nối như nhau đây. R3, R4. Nếu mà mạch điện đối xứng ấy, đa hà đối xứng ấy, thì R3 nó bằng R4. Đây. Bằng là thông thường nó là 100k. 100k. Đây là mình đang giới thiệu cái mạch đa hải đối xứng cho nên sử dụng luôn. Và con R1, R2 nó là điện trở tải. Nó hàng dòng và nó được nối với led. Anode, cathode, led. Đây, tiếp tục. Nối chung với trở. Nối với led. Đấy. Đây là R1, R2. R1 cho là 1k. Ta đã tính toán giá trị nó rồi. 1k. Đấy. Một câu hỏi được đặt ra là dòng điện nó chạy như thế nào, nguyên lý mạch nó như thế nào. Thì ta thấy rằng là khi mới cấp nguồn, bây giờ ta cắm trên bo khoan nã, bây giờ tôi cắm trên bo test chạy sau nhá. Đây, để nhớ thì chúng ta nhớ này, cái con tran này là con tran C1815, bắt đầu nó là ECB. Như vậy cực B E M có bầu, đúng không? Đọc vậy cho nó dễ nhớ. Chân âm được nối với cực B của con tranh. Đây cực B đây. Cực B đây. Em có bầu. Nối với cực C, B nối với C, B nối C rồi. Tương tự thì cực C sẽ được nối với đầu âm của con led. C nối với đầu âm của con led. Hay thôi, ta tạm thời ta bỏ qua cái bước này cho nó lâu quá đi. Thì ta chuyển sang, ta nói về trạng thái khi mới cấp nguồn. Thì đầu tiên là Q1 và Q2 nó dẫn điện. Q1 và Q2 nó đều dẫn điện hết. Đây, khi ta mới cấp nguồn cho nó. Dương. Đây, nguồn này là 9V. Thì khi ta cấp nguồn Q1 và Q2 nó đều dẫn điện cả. Nếu mà ta có IC1 nó lớn hơn IC2 thì Q2 sẽ thông bão hòa làm cho led 2 này nó sáng, dòng điện chạy như ra sau như đây, làm sáng led đầu tiên và làm thông bão hòa cái con led đầu tiên. Và khi mà do vậy là Q2 bị khóa, Q2 bị khóa. Khi mà Q1 nó sáng ấy, thì Q2 nó khóa. Q2 nó khóa. Đó là trạng thái cân bằng thứ nhất, có xung ra là xung vuông ấy. Đấy. Và sau một thời gian nhất định do có sự phóng điện của tụ C1. Phóng điện của tụ C1 và sự nạp điện của tụ C2 đi qua Q1. Tụ phóng điện C2. Đây. Nó tác động qua lại thì làm cho điện thế cực B của Q1. B Q1 và Q2 biến đổi, làm cho Q1 đang thông thì bị khóa, Q2 đang khóa thì bị thông. Đó là trạng thái cân bằng thứ hai. Và ta có xung ra Q2 đã thông. Khi mà Q2 đã thông rồi. Đây Q2 đây, đã thông rồi.
thì tủ C2 được nạp đầy. Tủ C2 sẽ được nạp đầy. Đây, dòng điện sẽ tiếp tục chạy. C2 sẽ được nạp đầy và sẽ phóng điện qua Q2. Còn tủ C1 vừa phóng hết điện lại được nạp qua Q2. Đây, tiếp tục chạy. Đấy, lại được nạp điện thông qua Q2. Quá trình phóng và nạp này làm cho diệu điện thế cực B của Q1 và Q2 biến đổi theo chiều, làm cho Q2 đang thông thì bị khóa và Q1 thì đang khóa thì bị thông. Kết quả là ở trạng thái cân bằng thứ nhất có xung ra, trạng thái cân bằng thứ hai có xung ra, trạng thái cân bằng thứ ba lại có xung ra tiếp. Đây. Đấy, dòng điện tiếp tục chạy như thế. Rồi, kích trang. Và nếu mà ta chọn Q1 và Q2 giống nhau, nếu mà ta chọn Q1 nghĩa là trang thứ nhất và trang thứ hai nó giống nhau, thì sẽ là đa hài đối xứng. Đa hài đối xứng. Và lúc đó là R1 nó sẽ bằng R2, R3 sẽ bằng R4, bằng R. Đấy, đây là điện trở định thiên. R định thiên. Đây là R tải. Và nó bằng R1 nó bằng R2 là nó bằng 1K. R3 nó bằng R4 là bằng 100K. Đấy. Và nó điều chế độ rộng xung, độ rộng xung của nó, xung nó ra là dạng hình vuông. Xung nó ra là dạng hình vuông, xung ra đây. Đấy, xung nó ra như thế. Và độ rộng xung, độ rộng xung ta tạm đặt nó là tô đi, thì sẽ bằng 0, gần bằng 0,7 nhân cho RC. Đấy. Còn chu kỳ xung ta tạm đặt nó là T đi, sẽ bằng 1,4 nhân cho RC. Đấy. Ta kết thúc cái nguyên lý của mạch đa hài tại đây. À, sang cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ hướng dẫn cắm trên bo test, hướng dẫn cụ thể các cắm trên bo test.